hôm nay ngày 5 tháng 12 năm 2023 là Thánh Gioan Damasceno. Thứ ba, tuần thứ nhất mùa vọng năm B. Trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy từ gốc giê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đâm lên một bông hoa trên bông hoa ấy thần linh của thiên chúa sẽ ngự xuống tức thần khôn ngoan và thông suốt thần chỉ dẫn và sức mạnh thần hiểu biết và đạo đức và thần ấy sẽ làm cho ngài biết kính sợ thiên chúa ngài không xét đoán theo như mắt thấy cũng không lên án theo điều tai nghe nhưng ngài sẽ lấy đức công bình mà xét xử những người nghèo khó và lấy lòng chính trực mà bên đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng và lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con và sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy bò cái và gấu cái sẽ ăn chung một nơi các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô trẻ con còn mang sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục và trẻ con vừa thâu bố sẽ thọc tay vào hang rắn độc các thú dữ ấy không làm hại ai không giết chết người nào khắp núi thánh của ta bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiếu biết Chúa như nước tràn đầy đại dương. Ngày ấy, gốc dê xe đứng lên như cờ hiệu cho môn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài và mỗi Ngài sẽ được vinh quang. Đó là lời Chúa, ta ân Chúa. Sự công chinh và nền hòa bình viên mang sẽ triển nở trong triều đại người. Lạy Chúa xin ban quyền xét đoan khôn ngoan cho Đức Vua và ban sự công chính cho Hoàng Tư để người đoán xét dân Chúa cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực. Sự công chính và nền hòa bình viên mang sẽ thiện nợ trong triệu đại người. Sự công chính và nền hòa bình viên mang sẽ triển nở trong triều đại người cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sang và người sẽ thông trị từ biển nọ đến biển kia từ sông cai đến tận cùng trái đất sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ Người sẽ thương sau kẻ yếu đuôi và người thiếu thôn Và cứu thoát mạng sống người cùng khô Sự công chính và nền hòa bình viên mang Sẽ triển nở trong triều đại người Chúc tôn danh người đến muôn đời Danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời vì người các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc và các dân nước sẽ ca khen người sự công chính và nền hòa bình viên mang sẽ triển nở trong triều đại người Alleluia, Alleluia, lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đầy hoang lạc trong Chúa Thánh Thần, người nói: Là Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ Vâng, là cha, đó là ý cha, đã muốn thế. Cha ta đã trao cho ta mọi sự, không ai biết chúa con là ai. Ngoài chúa cha, cũng không ai biết chúa cha là đấng nào. Ngoài chúa con và những người được chúa con muốn tỏ cho biết. Rồi chúa giêsu quay lại phía các môn đệ và phán. Hạnh phúc cho những con mắt được xem thấy điều các con xem thấy. Vì chưng, ta bảo các con có nhiều tiên tri, và vua chúa đã muốn xem thấy những điều các con thấy mà chẳng được thấy Muốn nghe những điều các con nghe mà chẳng được nghe đó là lời Chúa, lạy Chúa Kỳ Tô ngợi khen Chúa. Phúc vì mắt thấy tai nghe. Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy báo cho anh em biết nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe Luca chương 10 câu 23 đến 24 suy niệm bậc vua chúa như David cũng không có vinh dự được nhìn thấy chúa tận mắt nghe chúa nói tận tai đến như Elia vị ngôn sứ vĩ đại trong cựu ước cũng chỉ biết lấy áo choàng che mặt đón chúa đi qua trong tiếng gió hiu hiu trích sách góc vua quyển thứ nhất chương 19 câu 12 13 mà ngay những người đương thời thấy chúa bằng xương bằng thịt nhưng họ có phúc mà không biết hưởng những người bà con cho ngài là bị mất trí Mắc Cô chương 3 câu 21 Giới lãnh đạo Do Thái nói Chúa bị quỷ ám và điên khùng. Do An chương 10 câu 20 Họ không nhận ra vị con Thiên Chúa trong hình dáng phàm nhân bởi vì Chúa mặc khải mầu nhiệm ấy cho những người bé mọn mà các môn đệ là những người được chọn hướng diễm phúc ấy. Mời bạn, sáng mắt thính tai là âu ước của bao người nhưng lại cần có cặp mắt và đôi tay đức tin để không rơi vào tình trạng nhìn mà không thấy nghe mà không hiểu mầu nhiệm của thiên chúa luca chương 8 câu 10 khi lãnh nhận bí tích thánh thể bạn được ban cho bộ đôi tai mắt đức thiên nhờ đó bạn có được diễm phúc vô đối là đón nhận chính thân mình Đức Giêsu nơi bí tích thánh thể. Cũng với bộ đôi tai mắt ấy, bạn có thể nhận ra Chúa nơi tha nhân, đặc biệt người nghèo khổ bé mọn. Sống lời Chúa, luôn cư xử trân trọng với mọi người cách riêng người nghèo khó bé mọn. Cầu nguyện Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cặp tai mắt đức tin để con nhận ra Chúa nơi anh chị em con. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Thiện Nguyện Hôm nay là ngày quốc tế nhân người thiện nguyện, được Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1985 và cử hành lần đầu tiên ngày 5 tháng 12 năm 1986. Ngày quốc tế nhân người thiện nguyện vừa là một tưởng thưởng và biết ơn đối với không biết bao nhiêu người đang âm thầm phục vụ không công những người đồng loại của mình vừa là một lời gọi nhắn thân phục vụ hiện nay trên khắp thế giới có khoảng 35 cơ quan thiện nguyện chiêu mộ và gửi người đi khắp nơi để phục vụ trong mọi lĩnh vực từ một cán sự y tá phục vụ trong rừng già phi châu đến một chuyên viên làm việc trong các dự án phát triển tại các nước thuộc thế giới để ta từ một thanh niên thiếu nữ âm thầm làm việc tại các nước nghèo đến các chuyên viên tổ chức các cuộc lạc quyên tất cả đều được thúc đẩy bởi một ý chí đó là phục vụ người anh em ngày quốc tế nhân người thiện nguyện cũng là một bài ca dành cho một nhân loại đã đạt được một bước tiến dài trong sự trưởng thành bên cạnh những bước giật lùi vì chiến tranh vì hủy hoại lẫn nhau Nhân loại vẫn cố gắng tiến bước trong khát vọng và những nỗ lực nhân đạo. Bước tiến ấy còn tiếp tục là nhờ tinh thần thiện nguyện, ý chí phục vụ. Ngày quốc tế thiện nguyện hôm nay không phải là phụ trương của những ngày quốc tế khác rải rác trong suốt năm như ngày hòa bình thế giới, ngày sức khỏe, ngày thực phẩm, ngày giới trẻ, ngày môi sinh, ngày nhi đồng, ngày phụ nữ, vân vân. Ngày hôm nay là khẳng định một ý niệm nền tảng cho tất cả mọi ngày quốc tế khác. Ý niệm đó chính là tự nguyện phục vụ. Ngày quốc tế như người thiện nguyện hôm nay không chỉ là ngày tưởng thưởng và biết ơn đối với những người thiện nguyện. Ngày hôm nay là ngày của mỗi người chúng ta. Bởi vì chúng ta chỉ có thể sống trọn ơn gọi làm người khi chúng ta biết tự nguyện sống cho người khác. Chúa Giêsu là mẫu mực của thiện nguyện, là Thiên Chúa Ngài đã đến trong thế gian để mặc lấy thân phận nghèo hèn của con người Trở nên con người Ngài đã không sống về chốn giàu sang phú quý Nhưng đến với những con người nghèo hàng nhất trong xã hội Ngài đã phục vụ và phục vụ cho đến chết Ngài đã đến để làm cho bộ mặt thế giới này trở nên nhân bản hơn Cùng với Ngài, hàng hàng lớp lớp những con người dấn thân phục vụ tha nhân đã tô điểm cho bộ mặt thế giới được thèm tươi tốt hơn quả thực một thế giới không có những người sống và chết cho tha nhân là một thế giới không có nhân tính chúng ta hãy tưởng tượng một thế giới không có những thánh Francisco thành Assisi không có những Mahatma Gandhi không có những Albert Schweitzer không có những Teresa Calcutta không có những hộ viên của hội chữ thập đỏ. Một thế giới như thế quả thật là một thế giới buồn thảm. Một thế giới không có những bàn tay đưa ra để chia sẻ, để san sẻ, để đỡ nâng. Một thế giới không có những tấm lòng tử tế. Một thế giới như thế quả thật là một thế giới của chết chóc. Bài trích sách lại sống.